vụ auto, xin chào quý khách. Kia Soluto là mẫu xe hạng B hoàn toàn mới được Thaco cho ra mắt tại thị trường Việt Nam vào năm 2020. Sau đây hãy cùng Thế Vũ tìm hiểu về giá xe, giá lăn bánh tại Hà Nội và các tỉnh thành cũng như các chương trình khuyến mãi hiện tại của mẫu xe này nhé. Nếu quý khách đang ở Hà Nội và có nhu cầu mua hoặc tư vấn về xe Kia, hãy gọi ngay Thế Vũ Auto từ số điện thoại 0982601659 để được tư vấn tận tình nhất. Sau đây hãy xem hết video để biết thêm chi tiết giá xe tại thời điểm hiện tại nhé. Kia Soluto đang được phân phối tại thị trường Việt Nam 4 phiên bản, 2 phiên bản số sàn và 2 phiên bản số tự động. Đầu tiên là Soluto MT thấp nhất. Phiên bản này có giá niêm yết là 369 triệu, lăn bánh đã thẳng tại Hà Nội khoảng 438 triệu, trả gói thiểu khoảng 114 triệu, lăn bánh trả thẳng tại các tỉnh khoảng 411 triệu, trả gói thiểu khoảng 87 triệu. Phiên bản MT Deluxe, phiên bản này có giá niêm yết 415 triệu, giảm còn 402 triệu. Lăn bánh trả thẳng tại Hà Nội khoảng 476 triệu, trả góp tối thiểu khoảng 121 triệu. Lăn bánh trả thẳng tại các tỉnh khoảng 446 triệu, trả góp tối thiểu khoảng 84 triệu. Tiếp theo là phiên bản AT Deluxe, phiên bản này có giá niêm yết là 445 triệu, giảm còn 429 triệu. Lăn bánh trả thẳng tại Hà Nội khoảng 504 triệu, trả góp tối thiểu khoảng 128 triệu. Lăn bánh trả thẳng tại tỉnh khoảng 476 triệu, trả góp tối thiểu còn 100 triệu. Cuối cùng là phiên bản cao nhất AT Luxury, phiên bản này có giá niêm yết là 469 triệu, lăn bánh trả thẳng tại Hà Nội khoảng 547 triệu, trả góp tối thiểu khoảng 132 triệu, lăn bánh trả thẳng tại các tỉnh khoảng 516 triệu, trả góp tối thiểu khoảng 104 triệu. Lưu ý giá trên chưa bao gồm phí đăng ký, đăng kiểm và bảo hiểm thân vỏ đối với xe đã thẳng. Hãy liên hệ ngay với Thế Vũ Auto để được giảm thêm tiền mặt cũng như nhiều phần quà hấp dẫn khác nhé. Thế Vũ Auto, vi vu cùng xe chất.